chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng. Vâng, và ngày hôm nay mình đưa một người em của mình đi trở về quê. Thì ngày hôm nay mình có quay lại cái video này. Thì ở đây á, là cũng vào ngày những ngày cận Tết rồi nha các bạn. Thì ở đây có một số người bạn của chúng ta rất là nhớ quê nhà. Cho nên á, mình sẽ quay lại cái quang cảnh này đây. Xe thì dắt sáng chạy rất là nhiều. Mà cái quay video này mình quay cách đây cũng hơi lâu rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn cùng xem cách đây hơn một tháng gì trước đó các bạn. Và mỗi người của chúng ta đều đi ra ngoài này, đều hóng những cái chiếc xe khách để chở chúng ta về quê. Thì em của mình á, là quê ở miền Tây, cho nên sẽ chờ. Và những chiếc xe nào vô phù hợp thì sẽ đi. Và ở đây cái chị này cũng như vậy, cũng đang đợi xe để trở về miền Tây. Và ở đây vào buổi sáng sớm nha các bạn. Thì sáng sớm thì xe nó còn chạy, nó còn bật đèn. Lúc này tầm khoảng hơn 5 giờ rưỡi thôi. Đó, nhưng mà trời ngoài này đã sáng rồi. Thì mình ngồi trong quán cà phê này, mình nhìn ra ngoài đường, thấy rất là nhiều người bạn của chúng ta đang chuẩn bị về quê. Và đây cái cô này cũng chuẩn bị đi về quê đây. Đó, thì trên cái đoạn đường này thì nằm ở ngoài chợ đầu mối quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là cái tuyến đường quốc lộ 1K. Đó, thì ở đây có anh canh người rapper đang chở cái cô này đi. Và mình cứ quay qua mình nhìn thấy cái quang cảnh này đây. Một số người bạn của chúng ta cũng đang chuẩn bị xách ba lô trở về nhà. Mình sẽ quay qua bên cái quang cảnh bên này một tí xíu cho các bạn cùng xem. Đó, ở phía đằng này cũng như vậy, có rất là nhiều người bạn của chúng ta đang chuẩn bị chờ và trở về nhà luôn. Và cứ tiếp tục như thế. Và mình cứ ngồi ở đằng này, mình sẽ đợi xe nha các bạn. Mình sẽ quay xích lại đằng này. Đó, quá chừng người bạn của chúng ta đang chuẩn bị lên xe và trở về quê. Rất là tuyệt vời luôn. Và cứ như thế, cứ tiếp tục như vậy. Thì thời gian thấm thoát trôi qua. Thì ở những cái tuyến đường này, xe nó cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc một nhiều hơn. Đó, mình sẽ quay cho các bạn cùng xem. Là mình cũng có cái tâm trạng lại muốn trở về quê nhà để thăm quê, thăm nhà, thăm ba mẹ, thăm gia đình. Cho nên á, cái tâm trạng của mình bây giờ thì cũng rối bời giống như mọi người. Và có những cái cảnh nhớ nhà, đúng không ạ? Giống như nỗi lòng xa xứ của Nguyễn Phi Hùng người đó. Và cứ tiếp tục như vậy, mình cũng quay lại đằng cái quang cảnh đằng này. Và xe chạy rất là nhiều luôn. Và khi chúng ta ra bắt xe trở về nhà, không có một cách nào khác, chúng ta phải đợi thôi các bạn. Đợi đến khi nào xe đến đây rước chúng ta thì chúng ta mới có thể đi được. Đó, và cứ đợi giống như cái chị này đây, cũng đang đợi và cũng đang trở về nhà. Đó, thì vài bữa nữa đây thì mình cũng sẽ trở về quê. Nhưng mà mình sẽ không đi bằng xe khách và mình sẽ đi bằng xe máy. Còn bên này có cái chú bên này, chú xe ôm cũng đang nói chuyện. Đó, thì mình sẽ quay lại ngồi đây và mình sẽ quay lại cái quang cảnh xe chạy như thế này cho các bạn cùng xem. Và tất cả những người bạn của chúng ta đang chuẩn bị có tâm trạng háo hức trở về nhà. Trong đó cũng có mình cũng trong lòng mình cũng rất là rạo rực, đúng không ạ? Và bây giờ cái chị này đã đến, có người đã rước chị ấy rồi và chị ấy chuẩn bị bước lên xe và bước đi. Đó, thì cái quang cảnh ở đây và bây giờ nó cũng là lúc này cũng khoảng tầm 6 giờ rồi các bạn. Và xe cũng chuẩn bị đã đến để rước cái người em của mình đi. Vâng, và xe đã đến rồi, đã rước người em của mình đi. Và tiếp tục như thế, ở đây kẹt xe quá chừng luôn. Rất là tuyệt vời. Vâng, và video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Các bạn thấy quang cảnh kẹt xe khi mà chúng ta trở về quê không? Nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký ngay. Các bạn có thể để lại lời nhận xét công khai phía bên dưới. Đồng thời các bạn thấy video hay hơn nữa, hãy chia sẻ cho bạn bè người thân biết đến kênh Nguyễn Dũng Vlog nha.